Quân đội Mỹ cho hai máy bay ném bom chiến lược bay trên bán đảo Triều Tiên trong một chương trình phô trương sức mạnh vũ trang vào chiều ngày 10 tháng 10, trong khi Tổng thống Donald Trump họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng để thảo luận cách ứng phó với đe dọa từ Triều Tiên. Tham mưu trưởng Liên quân ở Hàn Quốc cho hay, hai máy bay ném bom B-1B của không lực Hoa Kỳ xuất phát từ căn cứ quân sự ở đảo Guam và sau đó hai chiến đấu cơ F-15K của quân đội Hàn Quốc đã bay cùng. Sau khi vào không phận Hàn Quốc, hai máy bay ném bom đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa không đối đất ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Hàn Quốc. Tiếp đó, các máy bay bay qua Hàn Quốc tới vùng biển giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lập lại cuộc diễn tập. Mỹ, Hàn tăng cường phòng vệ, chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên, đúng dịp lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Cầm quyền Triều Tiên, mùng 10 tháng 10.